Chưa đầy một tháng sau khi dứt bệnh sởi, bé Hoàng Duy, 2 tuổi rưỡi, lại phải nhập viện Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị bệnh thủy đậu. Trong mùa dịch lần này, bé đã trở nên quen thuộc với các bệnh viện. Tại vì bữa đầu là nó bị nổi 1-2-1 vậy đó. 1-2-1 rồi cái lần sau, bữa sau nữa cái nó nổi nhiều lên. Cái ngày hôm qua là ngày thứ 3, nó nổi nhiều lên nữa và nhập viện luôn. Không chỉ riêng trẻ nhỏ, dịch thủy đậu lần này còn tấn công rất nhiều người lớn. Tất cả đều cùng chung những triệu chứng như sốt cao nhiều ngày, rồi xuất hiện phỏng nước. Nó nổi là chỉ có 2 hột ở nơi bụng thôi, nên 1-2 hột nơi bụng với 2 hột nơi tay. Thì nó sốt. Nó sốt xong nó lạnh. Xong rồi bắt đầu khi cái sốt với cái lạnh xong là bắt đầu nó mới nổi lên. Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh trong nửa tháng 2 năm 2014 đã tiếp nhận gần 700 bệnh nhân thủy đậu. Trong số đó, phải lưu trú điều trị tại khoa nội A là 30 bệnh nhân. Thực tế, ngay từ những tháng cuối năm 2013, bệnh viện đã có bệnh nhân thủy đậu nằm rải rác. Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại cũng tiếp nhận gần 20 bệnh nhi mắc căn bệnh này. Thủy đậu là bệnh do virus lây lan qua đường hô hấp. Mặc dù là bệnh lành tính, nhưng hoàn toàn có khả năng xảy ra biến chứng, nhất là với những trường hợp chủ quan trong cách ly điều trị. Biến chứng nhẹ thì có thể là nhiễm trùng ở cái nốt đậu. Nặng hơn nữa thì cái nhiễm trùng này nó có thể lan qua vô trong cơ thể và gây ra nhiễm trùng huyết. Một những biến chứng nặng có thể bệnh nhân tử vong là bệnh nhân viêm phổi. Viêm phổi mà hậu thủy đậu thường là nặng. Một biến chứng nữa là có thể viêm não. Trong trường hợp mà bệnh nhân mà sau khi mắc bệnh thủy đậu thì virus nó có thể tồn tại trong cơ thể mình một thời ẩn, có thể 5 năm, 10 năm, 20 năm sau thì khi mà sức đề kháng cơ thể mình mà nó suy giảm thì nó có thể bùng phát để gây một bệnh gọi là Rona hay dân gian mình gọi là dờ leo. Đối với những người đã từng bị thủy đậu, cơ thể sẽ tự sản sinh ra kháng thể chống lại virus gây bệnh. Với trường hợp còn lại, chỉ có thể tiêm phòng vaccine để phòng ngừa. Tuy vậy, vì không nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, nên đối tượng được tiêm phòng là rất ít. Chích người thủy đậu mình có thể chích ở những đối tượng trên 1 tuổi, trên 1 tuổi đến 12 tuổi, đến 13 tuổi thì mình có thể chích một mũi. Trên 13 tuổi thì mình có chích 2 mũi, thì cách nhau khoảng chừng 1 đến 2 tháng. Điều gây lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh là nhiều cơ sở khám chữa bệnh đã hết vaccine phòng thủy đậu. Phương án đưa ra cũng đang phụ thuộc vào các nhà cung cấp. Cũng đang liên hệ với các công ty dự phân phối mặt hàng vaccine này, nhưng mà hiện tại thì trong tay bệnh viện thì cũng vẫn chưa có. Trong thời gian chờ đợi vaccine, với tốc độ lây lan nhanh, bệnh thủy đậu sẽ rất khó để kìm hãm trên địa bàn thành phố. Bệnh nhân chỉ có thể tự ý thức, rửa tay, vệ sinh sạch sẽ và cách ly mình với các môi trường công cộng nhằm giảm thiểu tối đa nguồn lây với cộng đồng.